có thể cho biết thêm là đối với thiếu máu cơ tim là bệnh mãn tính, nhưng mà có trong số đó thì có trường hợp nào thì có thể chữa khỏi hoàn toàn được không ạ? Có thể nói thế này, nó là cái bệnh này là bệnh mãn tính mà nó tiến triển một cách từ từ, âm thầm, lâu dài. Chữa khỏi thì không khỏi, nhưng mà nó ổn định thì có nghĩa là khỏi. Ví dụ như tôi đã bị hẹp 6-70%, tôi cứ giữ ở cái mức ấy cho đến lúc về già thì có tôi khỏi đấy, tức là giữ không cho nó tiến, cái quá trình vữa xơ nó tiến lên. Chứ còn con người ta thì không như thực vật, con người ta nó có giới hạn, mà thường là người già thì thường là chết vì những cái bệnh lý tim mạch, chết là do vữa xơ rồi đấy đấy. Chứ gọi là khỏi thì chắc là không có khỏi, nhưng mà mình điều trị, mình hạn chế được quá trình vữa xơ, có nghĩa là mình đã kéo dài được cái tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa bác sĩ, thì có nhiều trường hợp là bị thiếu máu cơ tim do co thắt thành, do bị stress hoặc là do cái lối sống rất kích thích ạ. Thì những cái trường hợp đấy thì có chữa khỏi không ạ? Cái trường hợp ấy thì là ổn. Và đấy, có trường hợp thì đấy, tôi nói là cái cơn đau thắt ngực ấy, nó có thể là do vữa xơ mạch vành. Thì cái vữa xơ mạch vành thì ta hạn chế, ta không cho nó không chế lên. Còn nếu cho có trường hợp mà mình dùng cái chất kích thích hoặc là cái động mạch vành nó co thắt, nó gây thiếu máu tạm thời, thì mình dùng thuốc nó ổn, nó không co thắt thì có nghĩa là nó ổn, nó khỏi. Trường hợp ấy thì có thể nói như thế. Và thưa bác sĩ, vậy thì khi nào người bệnh chỉ cần dùng thuốc điều trị và khi nào thì cần đến can thiệp và phẫu thuật? Cái này thì thế này, cái này tùy theo từng bệnh nhân cụ thể. Nhưng mà cái điều trị nội khoa, cái điều trị nền là cơ bản. Anh muốn can thiệp thì can thiệp, trong lúc chờ đợi can thiệp vẫn về điều trị tích cực của nội khoa. Đó là gì? Dùng các thuốc giãn vành. Đó là gì? Điều trị các yếu tố nguy cơ tim mạch. Thế còn khi đã có chỉ định can thiệp thì ta nhanh chóng can thiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương. Nhưng theo thời gian, trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim.